Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.